Chào các bạn, chào các bạn với Trung Nguyên TV. Từ hôm qua mình đăng video là mình về ba thùng đấy, là có cả chất thứ tử ấy. Hạ xuống đi em, thấp thấp xuống để quay cho dễ, từ từ từng thùng một cứ cho lại đó, trong hạ nó xuống đất ấy. Hạ cả thùng ấy, ông để nhấc vào trong nhà luôn, cá ấy xong cái nào nhấc vào nhà luôn. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 cái thùng, ghi là 9 thùng các bạn nhé. Đấy, hôm nay là 9 thùng. Đáng nhẽ ra là còn 4 thùng nữa mình đợi lấy hết luôn đấy, từ sân bay về đấy, nhưng mà là 1:30 nhỡ xe mất, nhỡ chuyến bay, nên là phải đợi đến 4 giờ mình lại ra lấy tiếp, thì tầm 5 giờ lại có một video nữa quay cho các bạn. Cái tổng hôm nay là về 13 thùng, hôm qua 3 thùng nữa, là trong hôm qua hôm nay là về tận 16 thùng cá các bạn nhé, toàn thùng to. Đấy, và mình sẽ đi vào chi tiết để quay các bạn xem về những cá gì nhá. Nhất là đây là ping pong xài nhỡ các bạn này. Đấy, hàng ba ngón tay ping pong nhỡ này. Đây là tì bà vàng sai, cũng gọi là nhỡ nhỡ to to này, chốc vào trong luôn. Tì bà vàng nhấc vào trong hai túi đi, hai túi cầm hai túi. Tì bà vàng bé hơn một tí. Thần tiên đen vây dài này, để còn gọn nó nhiều đấy, không chỗ để đâu. Gì đây? Mún đuôi lửa size to các bạn nhé, size rất là to luôn đấy, đuôi lửa rất là đẹp luôn. Cứ xếp hết đấy, xếp đứng đứng lên thì nó được nhiều. Xếp đứng lên thôi. Thần tiên đen vây dài tiếp này, tì bà tiếp này, tì bà vàng, tì bà vàng tiếp, chắc là toàn tì bà luôn đấy. Tì bà này, tì bà, tì bà là cái loại hầu như là không thể thiếu trong tất cả các bể cá. Nếu không có cá dọn bể thì hầu như là các bạn phải dọn thôi. Đấy, một là các bạn dọn, hai là cá nó dọn. Đấy, xong một thùng này, hôm nay 9 thùng. Ủa, không cần. 7 màu cái Mỹ này, đuôi đỏ, sặc gấm này, sặc gấm này, đây là xê can dạ quang, đây là 7 màu Mỹ trống này, 7 màu Mỹ trống này, đây là xê can xanh, đây là 7 màu rồng đỏ cái. Bảy màu tiger trống này, với lại gì đây, xê can xanh này, với 7 màu rồng đỏ trống và 7 màu tiger mái. Hai thùng xong, rất gọn, cho chồng lên nhau để hạ thùng tiếp xuống. Ngoại chật rất nhiều nhá, về còn nhiều hơn cả Tết luôn. Tính ra cũng chưa lần nào mà về một phát mà nhiều như thế này luôn. Bình thường thì 8 thùng là cùng, đây hôm nay về tận 13 thùng, hôm qua 3 thùng nữa, 16 thùng. Chiều hôm qua mới về mà. Nào. Đây, ping pong này, to này. Đây là ping pong bé này. Nhập luôn. Ping pong to tiếp này. Đấy nhá, tính ra là 3 túi, 4 túi ping pong to đấy. Ranchu ở đây Oranda. Đây Ranchu tiếp này,
để đặt chủ nhỡ này. Thần tiên đen vây dài này, thần tiên ba màu coi đầu đỏ, thần tiên trắng này, thần tiên trắng này, à, ba thùng mở ra ngoài chứ. Tiếp theo thùng thứ tư, gì đây, mún đỏ bé, mún đỏ bé, mún đỏ, mún uyên ương, ôi giời, xẹp túi rồi, em cá gì đấy, rồi bọn chết hết luôn này các bạn nha. Đấy, một cái rủi ro không thể tránh được, để vận chuyển chết sạch sẽ luôn nhé, không còn một con nào luôn. Nào, bún nguyên lương, mùi à, bảy màu full gold này, rất là đẹp luôn các bạn, hàng đẹp. Bún đỏ bé này, à, bình tích này, size này to to đẹp hết này, các màu luôn. Trân châu này, bình tích này, với lại trân châu tiếp này, tiếp thùng tiếp theo này, ping pong, ping pong bé, Oranda, thì bắt luôn Oranda chị hợp và lấy nha. Hôm nay cá về rất nhiều các bác ơi, đủ trả hàng các bác nha. Thần tiên đen vây dài mini này, thần tiên ba vạch này, thần tiên ba vạch mini, thần tiên ba màu nhỡ. Đây. Thần tiên ba màu, thần tiên ba màu, thần tiên trắng. Ok, xong thùng. Các bạn muốn cập nhật cá gì về thì ấy, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Thì sẽ cập nhật theo cá về. Ui, thì bà đại. Gọi khổng lồ. Thì bà khổng lồ. À. Thì bà khổng lồ các bạn nhé. Tiếp tục ở ngoài này, em ơi cho ra ngoài này thả. Bóc ra dính đi ạ. Dốc ra ngoài này luôn, đổ ra chậu luôn. Đây, tỉ bà và này là to to nhỡ nhỡ, và tỉ bà đại nữa các bạn nhé, to nhỡ cũng rất là to luôn. Lần này tỉ bà cùng này chắc không là nguyên tỉ bà rồi. Loại cá như không thể thiếu được trong bể cá, nó sẽ dọn bể cho các bạn. Đại, rất phù hợp cho các bạn chơi bẻ cá rồng, là rất là phù hợp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Cá rồng, cá coi. Cho ra ngoài luôn. Này hôm nay lóc chưa về bác ơi. Tiếp theo, đây là còn 3 thùng nữa các bạn nhé. Hãy subscribe.
Rồi, thùng tiếp theo đây các bác ơi. Không biết thùng này là cái gì đây. Tì bà beo. Tì bà beo các bác. Thùng này là tì bà beo nhá. Lỡ. Chắc dễ toàn tì bà beo luôn. Không rồi. Tì bà beo luôn. Ừ. Đây. Một thùng phun beo à? Phun beo. Phun beo phun Abilo. Ngoài chú đi to rồi. Bèo tiếp này. Bèo rồi. Đây vàng đại tiếp đây này, đã hết đâu, hai túi này nữa. Vàng đại nó thì nó đỡ chọc to chợ là hàng khủng long luôn, hàng khủng long rồi. Còn hai thùng này nữa. Chân đây là C can dạ quang này, đây là mai quế bây dài này, đây là chân châu này, chân châu. Chân châu nha các bác ơi. Chân châu. Chân châu này với lại bảy màu Dumbo rất là đẹp luôn các bạn nhá. Với lại ngựa rồi. Ngựa dạ quang rất khổng lồ đây. Ngựa dạ quang to to bằng cái đầu đũa luôn. Đây là con gì đấy? Bảy màu. Nhớ hẳn lên. Chân châu với bảy màu nhá. Bảy màu phun gôn mái với lại bình tích. Rồi, thùng cuối cùng. Đấy, quay chỉ có nhấc cá ra đọc tên cá cho các bạn thôi, cũng đã mất mười mấy phút rồi nên mình cũng không thể nào mà quay video chi tiết từng bể các bạn xem được. Nên là sẽ hẹn một cái video khác thì mình sẽ quay chi tiết. Hoặc là có thể chiều nay một mình sẽ đăng một video nữa. Cá về thêm 4 thùng. Ở đây. Răng chu nhá. Ran chu to này, mấy lại uyên ương cối này, bún uyên ương, mấy lại ran chu bé này, bún đỏ cối này, mấy lại Oranda, quay nhanh nhanh để vì mình xong là anh em ở nhà thả rồi mình lại đi giao hàng tiếp các bạn nhé. Đây là phượng hoàng vàng các bạn nhé, phượng hoàng vàng và có ánh lam đây. Ở đây là bảy màu úc, úc cối luôn, úc to ấy. Bình thường về úc đấy đi tìm. Chân, muốn uyên ương cối các bạn nhìn ngón tay cái mình với con cá này đấy, rất là to luôn. Đây bảy màu úc trống này đấy, rất là to đẹp luôn. Em muốn đuôi lửa cối này. Với lại muốn đỏ cối này. Hết, ok. Đây các bạn nhìn vào để xem cái số lượng cá mình bày ra này. Cái cá tì bà này, phải thả ra ngoài đây, quay đây tì bà này. Tì bà này. Đấy. Đây tì bà to đây. Buộc như buộc cua luôn các bạn. Úi giời ơi, ướt. À, hôm nay là ngày chỉ có thả cá thôi. Đấy, rất nhiều, rất to luôn. Đây, toàn nào. Trong này. Đây, số lượng túi này. Các bạn nhìn 9 thùng các bạn biết là số lượng rất là nhiều. Rồi, ok. Thế mình sẽ kết thúc video đây rồi. Các bạn thấy video mình hay được tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh là nhận những video mới nhất các bạn nhé. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.